Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, người đời thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng thực tế bạn cũng thấy là phụ nữ hơn nhau ở chính bản thân mình. Bản thân mình có giá trị thì đàn ông tốt xếp hàng dài để săn đón. Còn bản thân không có giá trị thì dù nhan sắc có đẹp thế nào, tài ăn nói có khéo léo ra sao, thì đàn ông chỉ yêu chứ không dám cưới làm vợ. Bởi lẽ họ không yên tâm là người phụ nữ này sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền cho gia đình nhỏ của họ. Vậy người phụ nữ thế nào là có giá trị? Đó là họ sở hữu ba thứ này càng to càng tốt. Thứ nhất là túi tiền to. Tiền bạc vốn được nhắc đến ở đây không phải là việc kiểm soát tiền của chồng, mà vợ cũng kiếm ra tiền, biết cách tiêu tiền. Đừng nghĩ lấy chồng về rồi thì mình mặc nhiên không làm gì, chờ chồng đuôi. Đàn ông họ cũng có nhiều nỗi lo, nhất là khi đã có vợ con, thì một mình họ kiếm tiền là vô cùng vất vả. Vậy nên, phụ nữ hãy biết cách kiếm tiền để cùng chồng gánh vác chuyện gia đình. Trong nhà, nếu vợ biết kiếm tiền và chi tiêu hợp lý, thì đàn ông có phúc rất lớn. Là một người vợ, hãy cố gắng làm chủ tài chính, có một khoản dự phòng cho riêng mình. Phụ nữ biết giữ tiền của chồng sẽ có được niềm tin của chồng. Vốn dĩ, tiền bạc là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Hãy biết cách khéo léo để chồng tin tưởng. Thứ hai là trái tim to. Sự thiện lương chính là đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ. Nếu một người phụ nữ có trái tim nhân hậu, bao dung, thì họ thu về vô cùng nhiều phước đức cho chồng con. Đi đến đâu, họ cũng gặp quý nhân phù trợ và được nhiều người yêu quý. Chính sự bao dung của vợ sẽ không khiến đàn ông lăng nhăng bên ngoài, bởi họ biết cách chiều chồng, hiểu chồng và tự yêu thương chính mình. Một người vợ, dù vẻ ngoài không xinh đẹp, nhưng có tâm hồn tốt, thiện lương, thì cuộc sống của họ chẳng hề tầm thường. Thứ ba, đôi tai to. Trong cuộc sống hôn nhân, đừng phân biệt trách nhiệm của mỗi người. Đàn ông hay phụ nữ, cả hai đều có thể kiếm tiền và làm việc nhà. Đàn ông hay phụ nữ đều có những tâm sự khó nói, nhiều nỗi lòng chẳng thể thốt ra. Nhưng phụ nữ vẫn dễ than vãn hơn. Với đàn ông thì họ có tâm sự cũng ít thổ lộ, thậm chí giữ chặt trong tim rồi từ từ giải quyết một mình. Nếu bên cạnh có người vợ biết lắng nghe, thấu hiểu, thì chắc chắn sẽ được chồng yêu thương và tôn trọng hết mực. Bởi vì biết lắng nghe chính là một tính cách duyên dáng, thu hút người khác của phụ nữ. Trong gia đình, một người phụ nữ sống thấu tình đạt lý, biết lắng nghe chia sẻ thì lúc nào cũng là điểm dựa dẫm cho chồng con. Trong đời sống vợ chồng, vợ hãy cố gắng vừa làm bạn đời vừa làm tri kỷ của chồng. Chọn đúng vợ chính là khoản đầu tư lãi nhất của người đàn ông. Bạn biết không, trên thế giới có đến hàng tỷ người, mỗi người một cá tính khác nhau. Nên kết hôn giống như bạn đang lao vào thị trường chứng khoán vậy. Nếu bạn may mắn tìm được cổ phiếu tốt, cuộc sống sẽ nở hoa. Nếu lỡ đầu tư sai, cuộc đời bỗng trở nên bế tắc. Sau đó, danh mục đầu tư tốt nhất của một người đàn ông thông minh không phải là mua nhà hay mua xe, mà là chọn vợ. Có được một người vợ hiền, đàn ông nghèo khó đến mấy cũng có ngày thành công. Chính vì thế, một người đàn ông hãy khôn ngoan chọn cho mình người vợ hiền ngay từ đầu. Một, hãy chọn người chân thành, thấu hiểu. Có những cặp đôi đã từng rất yêu nhau, nhưng khi lấy nhau về lại trở nên ghét bỏ và thậm chí là không chịu nổi đối phương. Nguyên nhân không phải bởi vì tình cảm đã cạn, mà là do người này chẳng biết thông cảm và thấu hiểu cho người kia. Chẳng hạn như bạn suốt ngày chỉ lo cố gắng đi làm để cho gia đình có một cuộc sống tốt hơn, nhưng vợ lại chẳng quan tâm và trách móc rằng bạn chẳng tặng quà cho cô ấy vào ngày lễ, chẳng biết làm gì lãng mạn, hay thậm chí là quên mất cả sinh nhật mình. Ví dụ như bạn muốn đổi công việc hay muốn thử thách bản thân để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn, còn cô ấy lại sợ hãi những thay đổi không an toàn và bấp bênh trong cuộc sống, mà buông lời rằng anh thì làm được trò trống gì,
sao anh không thể an phận được vậy? Giả sử bạn cũng muốn có những thú vui, bạn bè, sở thích của riêng mình sau những căng thẳng, mệt mỏi thường ngày. Nhưng vợ thì cho rằng những điều đó thật vô bổ và chỉ tổ tốn tiền mà thôi. Cứ như vậy, mâu thuẫn tích tụ từng ngày, những trận cãi vã cũng lớn dần lên. Cho đến một hôm, quả bóng mang tên gia đình nổ tung, vết thương trong lòng mỗi người chẳng thể chữa lành được nữa. Có một câu chuyện trên bộ phim truyền hình Danh Nghĩa Nhân Dân như sau. Trần Hải là một công tố viên đã bị ám sát khi đang điều tra vụ án. Bạn của anh, Hầu Lượng Bình, cũng là đồng nghiệp rất buồn bã. Anh quyết định đến Hán Đông để tiếp tục điều tra sự việc này thay bạn. Rất nhiều người khuyên rằng Lượng Bình không nên đi, bởi bây giờ anh đến Hán Đông sẽ rất nguy hiểm. Nếu không điều tra thành công thì người tiếp theo bị ám sát sẽ là chính anh ấy. Tuy nhiên, chỉ có một người là Trung Tiểu Ngài, vợ của Lượng Bình, đã quyết định ủng hộ anh. Bởi cô hiểu rằng thứ quan trọng nhất với anh chẳng phải là vụ án hay sự bình an của bản thân, mà Lượng Bình muốn lấy lại công bằng cho Trần Hải. Vì vậy, dù sau này khi Lượng Bình bị đình chỉ điều tra vụ án, Tiểu Ngài vẫn không oán trách một lời mà bay đến bên cạnh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Có thể nói, thành công lớn nhất trong đời Hầu Lượng Bình chẳng phải về sự nghiệp hay các mối quan hệ, mà chính là lấy được một người vợ hiểu anh như Trung Tiểu Ngài. Lấy được một người vợ không những yêu mà còn hiểu mình, biết đứng trên góc độ của chồng mà suy xét, chính là hạnh phúc lớn của người đàn ông đó. 2. Hãy chọn người biết dạy con. Có một câu chuyện nổi tiếng về cách dạy con của một người phụ nữ da trắng như sau. Khi ông tài xế taxi chở hai mẹ con da trắng nọ, thì ở trên xe, đứa bé hỏi mẹ mình rằng: "Sao da của chú tài xế khác với chúng ta vậy?" Bà mẹ cười hiền mà trả lời rằng: "Bởi Chúa muốn tạo ra một thế giới đầy màu sắc nên đã cho con người có những màu da khác nhau đấy con." Đến nơi, người tài xế không chịu nhận tiền của bà mẹ. Anh ấy nói rằng ngày xưa cũng từng hỏi mẹ mình một câu như thế. Anh nhận được câu trả lời rằng: "Vì chúng ta là tầng lớp thấp kém dưới đáy xã hội. Nếu ngày xưa nghe được câu trả lời như của cô, chắc bây giờ tôi đã khác." Anh ngậm ngùi nói với bà. Một người vợ tốt sẽ giúp gia đình yên ấm và thịnh vượng. Họ không chỉ là bà chủ gia đình mà còn là một người vợ, người mẹ cho những đứa trẻ sau này. Hình ảnh của người mẹ không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ mà còn có thể quyết định sau này chúng sẽ trở thành người như thế nào. Thứ ba, hãy chọn người lạc quan, vui vẻ. Có những người mẹ đối xử rất tệ với con của mình, dù đó là những đứa trẻ do cô ấy đứt ruột đẻ ra. Một bà mẹ thậm chí từng tát và đánh con mình tới khi đứa bé chảy máu. Đứa bé bị hành hạ ngay từ nhỏ sẽ có ác cảm tâm lý, thấy sợ và không an toàn ngay cả với tiếng bước chân của mẹ mình. Vì những cảm xúc tồi tệ này mà đứa trẻ sẽ lớn lên với tâm trạng căng thẳng và cô đơn. Chúng sẽ không dễ kết bạn và không thích nói chuyện với người khác. Cảm xúc tiêu cực giống như một loại virus rất dễ lây lan ra khắp nơi. Một người vợ, người mẹ với tính tình cay nghiệt và u ám sẽ khiến bầu không khí gia đình ngập tràn màu đen u tối. Ngược lại, một người phụ nữ luôn vui vẻ, lạc quan sẽ khiến gia đình luôn ấm áp và các thành viên luôn được hạnh phúc. Vượt xa người đàn ông, phụ nữ hay người vợ mới chính là người quyết định không khí cảm xúc trong nhà. Nếu đó là một người phụ nữ cộc cằn, dễ nóng giận hay đá thúng đụng nia, thì trong nhà lúc nào cũng sẽ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Ngược lại, nếu cô ấy biết kiềm chế cảm xúc của mình, biết lùi lại khi chồng tức giận, thì cả nhà lúc nào cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Bạn thân mến, tiến sĩ Emerson English, một chuyên gia về hôn nhân và gia đình, khi nghiên cứu vấn đề này hơn 30 năm, đã đưa ra quyết định rằng ý nghĩa thực sự của gia đình chính là tình yêu và sự tôn trọng. Nếu chồng không yêu vợ, thì vợ sẽ không tôn trọng chồng. Ngược lại, khi người vợ không biết tôn trọng chồng mình, thì anh ấy cũng sẽ không yêu vợ. Thất bại trong hôn nhân chỉ là do vòng luẩn quẩn như vậy thôi. Nếu bạn muốn một người vợ dịu dàng, một gia đình hạnh phúc, thì hãy bắt đầu từ chính bạn bằng cách tôn trọng
và yêu thương cô ấy thật nhiều. Trong chóng đủ gió, ắt sẽ bay xa. Phụ nữ đủ yêu thương, ắt sẽ trở nên dịu dàng. Không phải tự nhiên người ta khuyên rằng để có một người vợ tốt, hãy trở thành một người chồng tốt trước đã. Hy vọng qua video này, mỗi người đàn ông đều có thể chọn được một người phụ nữ tốt làm vợ, và chính anh ấy cũng trở thành một người chồng tốt trong gia đình của mình. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.